Ok, xin chào các bạn ha. Bây giờ mình sẽ làm một cái trải bài là thế giới tình cảm của bạn trong cái thời gian tới sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài nha. Tụ bài số 1, tụ bài số 2, tụ bài số 3. Rồi, các bạn có thể bấm đứng màn hình lại để dễ chọn hơn. Sau đó mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 ha bạn ha. Thế giới tình cảm của bạn trong thời gian tới ha. Rồi, thế giới tình cảm của bạn trong thời gian tới, mình thấy rằng là đầu tiên sẽ có rất là nhiều những cái mối quan hệ mới đối với bạn ha, và cũng như là mình thấy là cái năng lượng của bạn có thể thu hút được rất là nhiều người, bạn sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn trong cái cuộc sống của bạn. Nhưng mà quan trọng á, là năng lượng này của bạn, mình thấy rằng là bạn có thanh lọc hoặc là bạn có làm mới bản thân của mình, bạn có trở nên xinh đẹp hơn trong mắt người khác, ít nhất là người ta nghĩ như vậy đó. Và mình thấy là có người họ muốn kết nối với bạn, họ họ đang để ý bạn rất là nhiều, họ không muốn mất cái mối quan hệ này. Họ đang dần gọi là quay trở lại với cái mối quan hệ với bạn, họ đang dần cởi mở hơn, họ đang dần có thể là có những cái gọi là muốn xác nhận lại xem coi là hiện tại bạn như thế nào, bạn có ai khác hay không, hay là bạn đang ở một cái trạng thái như thế nào. Cái người này á, mình thấy là một cái người da họ ngăm ngăm, hoặc là đơn giản rằng là mình nghĩ rằng là cái người này là một cái người rất là năng động các bạn ha. Họ thường hay chạy tới chạy lui, hoặc là thường hay hoạt động cho cái cuộc sống của họ rất là năng động đó. Giờ mình thấy năng lượng này á, thì bản thân của bạn đang có một cái giai đoạn chữa lành, bản thân của bạn đang có một giai đoạn để mà cân bằng lại cái cuộc sống của mình, cũng như là giữ cái trái tim mình lại ha. Đó, có thể có những lúc bạn cảm thấy rất là cô đơn, nhưng mà bạn nên hiểu rằng là nếu như bạn muốn hạnh phúc á, thì bạn phải học học cái bài học một mình với cái sự cô đơn của bạn đó. Và cho đến khi nào mà bạn ở một mình mà bạn không còn thấy cô đơn nữa đó, thì lúc đó bạn mới có thể trọn vẹn hưởng được hạnh phúc. Nó giống như là một cái hình tròn đi đúng không? Nếu như mà cái khoảng không gian mà bạn càng cảm thấy cô đơn á, nó càng nhiều á, thì bạn sẽ không thể nào hạnh phúc với cái cuộc sống tình cảm của bạn đó. Bởi vì trong cái chuyện tình cảm á, cái việc mà kết nối với nhau nhiều nhưng vẫn độc lập, đó là hai mặt có thể nó hơi đối lập, nhưng mà thực sự mình nghĩ đó sẽ là một cái gì đó nó rất là gọi là có những cái liên quan với nhau, có những cái tương quan với nhau ha. Rồi, mình thấy năng lượng này thì bạn đang chữa lành bản thân của bạn, đang chữa lành đứa trẻ bên trong của bạn, bạn đang dần phát triển bản thân mình tốt hơn, bạn đang dần gọi là show ra cho người khác thấy cái sự tích cực của bạn, cái niềm vui của bạn. Mình nghĩ rằng là bạn đang có một nguồn năng lượng để tiến về phía trước, hoặc bị kéo để mà đi tiến về phía trước ha bạn ha. Cho nên nếu bạn cảm thấy cô đơn thì mình nghĩ rằng là cái sự cô đơn đó là nó là cần thiết cho cái hành trình phát triển của bạn đó. Và mình thấy trong cái nguồn năng lượng này á, cho dù bạn có trải qua nóng giận, nóng nảy, khó chịu này kia các thứ á, thì mình vẫn cảm thấy là bạn bạn nên có một cái sự hạ cái tôi lại, hoặc là nhẹ nhàng lại để nghe người đó giải thích một lần. Mình không cần biết là người đó có sai với bạn hay như thế nào, nhưng mà bạn hãy cứ nghe người đó giải thích một lần, giống như là cái kiểu rằng là để cho cái người đó họ biết được là ok, bạn không phải là một cái người mà không biết lắng nghe này kia, bạn sẽ lấy lại được cái vị trí của bạn trong lòng người đó tốt hơn. Thì thật ra cái chuyện tình cảm tiếp theo của bạn là mình thấy là có rất là nhiều người thích bạn, có rất là nhiều cái mối quan hệ họ muốn kết nối hoặc là bước vào cái cuộc sống với bạn. Và mình thấy được là bạn sẽ có những cái kết nối bạn bè, hoặc là cái niềm vui với gia đình, với bạn bè các thứ đó. Và mình thấy là mọi thứ trong cái cuộc sống của bạn ấy, dường như là nó đang đi đến một cái giai đoạn tự do ha. Bạn muốn tự do, bạn có nhiều sự lựa chọn, bạn có nhiều quyết định trong cuộc sống của bạn đó. Và bạn bạn để mọi thứ nó thả lỏng và gọi là xảy ra theo cái dòng chảy của cuộc sống ha. Nhưng mà năng lượng này ấy, thì nói rằng là cái tình yêu của bạn ấy,
nó đã từng đổ vỡ, hoặc là nó đã mang cho bạn rất là nhiều những cái nỗi sợ, hoặc là những cái sự mờ mờ mịt, không có thấy được, mập mờ, không có thấy được tương lai, không có này kia các thứ đó. Nhưng mà tất cả những cái điều này tự chung lại nó có một cái bài học duy nhất thôi, đó là bạn phải học cái cách tự lập, học cái cách đi một mình, học cái cách cô đơn đó. Rồi tất cả những điều này nó xảy ra nó đều có cái lý do như vậy, là để bạn phải tìm kiếm cái giá trị của bản thân của bạn, rồi bạn phải để cái vùng an toàn của bạn tạm thời xuống, đừng có quá phòng thủ, đúng không? Bạn dĩ nhiên, đương nhiên là bạn rất là tuyệt vời, bạn có nhiều cái rất là tốt trong bản thân của bạn, nhiều tố chất tốt, nhưng mà để gọi rằng là người khác muốn tiếp cận bạn á, hoặc như thế nào á, họ cảm thấy rằng là không phải là khó để tiếp cận bạn, nhưng mà kiểu như là bạn phòng thủ quá, nên là họ mọi thứ nó không thể nào tự nhiên được, nó là như vậy. Bạn quá phòng thủ, hoặc là mỗi hơi mỗi khắc thì bạn rất là để ý, hoặc là bạn rất là suy nghĩ rất là nhiều, bạn tập trung rất là nhiều. Nhưng mà nói chung rằng là cái chuyện tình cảm của bạn á, thời gian tiếp theo á, mình phải nói rằng là bạn làm mới cuộc sống của bạn, nhiều người đến trong cái cuộc sống của bạn thì bạn cũng sẽ rất là vui vẻ. Nhưng mà nói chung về chuyện tình yêu á, một người nào đó đến để yêu bạn, một người nào đó đến để mà cho bạn một cái sự an toàn á, thì cái nguồn năng lượng này nó chưa thể hiện được điều đó. Nó chỉ đơn giản nói rằng là bạn phải học cái bài học về việc là bạn phải 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 chịu những cái gánh nặng đó, để mà khi mà bạn vượt qua được cái gánh nặng đó rồi á, bạn sẽ tìm được những cái năng lượng mới ha bạn ha. Chứ còn cái người cũ hay này kia các thứ á, bạn chữa lành xong là họ sẽ quay trở lại tự nhiên ngộ vậy đó, không cần biết. Họ không phải là họ không không họ không nghĩ rằng là bạn chữa lành xong họ quay lại, nhưng mà mình thấy rằng là giống như kiểu như họ còn quay lại trong cái cuộc sống của bạn, bởi vì họ họ với bạn có thể hợp nhau về cái chuyện 18 cộng nữa ha, nên họ quay lại. Ok, mình sẽ kết thúc cho bài này ở đây, bây giờ mình sẽ đến cái tụ bài kế tiếp thôi. Rồi, tụ bài kế tiếp của chúng ta. Ok, tụ bài kế tiếp của chúng ta thì mình thấy được đó là giữa bạn với lại cái đối tượng tình cảm của bạn á, có thể rằng là để mà tiến sâu hơn cần có những cái sự bất đồng quan điểm, hoặc là nói lên những cái ý kiến của bản thân mỗi người. Nói chung cần có sự cãi nhau một chút để nhìn thấy được là mọi thứ nó nên làm như thế nào để tốt hơn. Và mình cũng thấy là những cái sự mập mờ hay là những cái gì bạn không rõ, nỗi sợ của bạn, bạn nên làm rõ. Bởi vì trong nguồn năng lượng này á, bạn làm rõ thì bạn sẽ có cái cơ hội để mà bạn vượt qua những cái khó khăn, những cái gọi là cái drama. Giống như là bạn với cái người này á, là có cái cơ hội để mà tiến tới, để mà trở nên ấm áp hơn. Nhưng mà nếu như bạn với người này á, mà cứ im lặng, cũng như là phớt lờ, cũng như là bỏ qua những cái vấn đề á, của cả hai người mà không giải quyết á, thì cái mối quan hệ này á, nó rất là khó để có thể gọi là mình thân thiết hơn bạn ha. Rồi trong nguồn năng lượng này á, thì mình nghĩ rằng là mọi thứ á, có vẻ như là cái người này thấy là thấy thấy có vẻ như là họ rất là lạnh lùng, hoặc là họ không có tương tác nhiều này kia. Nhưng mà thực ra cái người này á, họ sẽ họ trong lòng họ muốn cam kết với bạn, hoặc sẽ cam kết với bạn đó, với điều kiện là họ có khả năng nha, họ có khả năng, họ có điều kiện, họ có một cái, ví dụ như họ chưa có ai, hoặc là họ ở một cái available trong cái status của họ, trong cái tình trạng hôn nhân của họ thì mới được nha. Đó, vì đây là trải bài chung thôi bạn ha. Đó, nhưng mà hỏi rằng là bạn người này có cái cơ hội để vượt qua những cái khó khăn hay không, và bạn người này có mắc nợ như hay không, câu trả lời là có. Bạn người này có khởi đầu trở lại hay không, cũng sẽ câu trả lời sẽ là có ha. Mà mình thấy được á, là cái bài học này là cái bài học về lời ăn tiếng nói, về giao tiếp trong mối quan hệ giữa hai người nha. Có thể là mọi thứ nó sẽ thoải mái hơn, sau khi cãi nhau xong thì nó sẽ đi qua hết những cái cảm xúc đó, và nó trở lại một cái cảm xúc, nó gọi là nó như mình quên đi, mình quên hết những cái đó, hoặc là khi mình xả ra được rồi mình không có còn để tâm quá nhiều nữa đó. Năng lượng này á,
Nói chung á là nếu như mà cái người này á mà họ im hơi lặng tiếng á thì bạn yên tâm đi, tại vì đơn giản là họ thận trọng trong cái việc tương tác lại với bạn. Họ thận trọng tại vì mình cảm thấy cái người này họ cũng cũng như cũng kiểu như là cũng muốn bạn rất là nhiều, cũng muốn xây dựng gia đình với bạn, nhưng mình cũng đã nói rồi, với điều kiện là họ phải có cái khả năng một cái tình trạng hôn nhân, chứ họ rất là muốn bạn. Và nếu mà hỏi rằng là họ có muốn bạn hay không, chắc chắn muốn bạn hay không, thì câu trả lời là có ha bạn ha, họ có muốn bạn. Nhưng mà bạn với cái người này là bài học của nhau, cho nên rất là gọi là kích những cái khó chịu trong lòng của mỗi người lên đó. Rồi năng lượng này á, thì mình thấy rằng là có nguồn năng lượng của người thứ ba nha, và mình nghĩ mối quan hệ này là cái người này đang nghĩ về bạn và đang nghĩ rất là nhiều. Họ nhớ bạn, họ cảm thấy buồn khi không có bạn, họ cảm thấy mọi thứ dường như là không có được cái sự trôi chảy suôn sẻ trong cái liên kết với bạn đó. Vì vậy cho nên là họ nói chung là họ nhớ bạn. Tuy nhiên là mình cảm thấy trong cái nguồn năng lượng này, giữa bạn và cái người này á, ẩn đằng sau cái câu chuyện của hai người nó có những cái điều riêng biệt. Bạn có những cái bí mật riêng, họ có những cái bí mật riêng, và cũng có những cái cuộc sống của mình không muốn public cho cái người đó biết, mình không muốn chia sẻ hết, và ngược lại người đó cũng vậy. Thì cái mối quan hệ này phải nói rằng là giống như cả hai người á, là cãi nhau hay bất đồng quan điểm với nhau, bởi vì tóm lại là chưa đặt được niềm tin với nhau. Cái thứ hai là chưa nói chuyện được với nhau, giống như chưa có đồng thanh đồng tiếng, chưa có gọi là đồng vợ đồng chồng, tách biệt Yến Đông cũng cạn, chưa có đồng nhau, chưa có cùng cái ý kiến, cùng cái suy nghĩ với nhau. Và thậm chí là cái mối quan hệ này là cần xây dựng cái nền tảng nó tốt hơn. Nếu như mà không xây dựng được cái nền tảng thì tốt nhất là cứ thả nó trôi theo dòng chảy của cuộc sống đi, đừng có mưu cầu nó quá, đừng có cần nó quá, đừng có muốn nó quá. Bởi vì kiểu như cái mối quan hệ này là nó cũng đã có một cái nền, nó có một cái gọi là sao, cái một cái tảng đá nào đó nó ở giữa trong cái mối quan hệ này rồi. Nhưng mà bạn với cái người này sẽ còn nói chuyện với nhau, sẽ còn giống như là cãi nhau qua tin nhắn, hoặc là dông dài nói chuyện này kia các thứ, bất đồng quan điểm với nhau và kiểu như không có tin tưởng nhau. Nhưng mà mình thấy ở đây bạn muốn đi tìm cái sự thật, bạn muốn đi tìm cái sự thật trong bản thân của bạn, coi bạn có cần người này nữa hay không. Bạn đang đi tìm kiếm cái bài học tiếp theo của bạn, chứ không phải là để mà giống như bạn đang bắt đầu quay về bản thân của mình. Bạn đang muốn biết được là nhiều khi bạn cũng không biết được rằng là bản thân bạn có còn cần cái người này quá nhiều nữa hay không, cái kiểu giống vậy á ha. Đó thì nói chung ở đây nó cũng có cái những cái nỗi buồn của bạn á, là nó cũng có đó. Mà cái người này cũng mang cho bạn cái hơi ấm của gia đình nữa chứ không phải là không. Cho nên là bạn cũng phải xem kể lại coi là thứ nhất là hai người mắc nợ nhau, nhưng mà như là bạn có tha thứ được cho người này hay không đó, và cái sự tha thứ của bạn á nó có thật sự là nó hoàn tất rồi hay không. Và bạn nếu như mà đã tha thứ rồi thì không buồn nữa ha, hãy tiến về phía trước, hãy suy nghĩ về những cái chuyện tương lai, những cái gì đó tích cực hơn. Còn nếu như cảm thấy chưa tha thứ được thì hãy nói với người này là bạn cảm thấy như thế nào, cảm xúc của bạn như thế nào đó. Và mình thấy rằng là cái mối quan hệ này mình cũng đã nói là nó có cái cơ hội là người này có cái thể là mang hơi ấm đến cho bạn, giống như là em buồn thì anh có thể dỗ dành, hoặc là hoặc là anh buồn thì em có thể dỗ dành, đúng không? Nói chung có thể dỗ dành cho nhau, có thể tương tác với nhau trong một cái nguồn năng lượng tương lai nó tích cực hơn, nó tích cực hơn. Nhưng mà để mà nói rằng là anh chỉ chung tình, giống như không phải anh chung tình mà như anh chỉ cam kết một mình em, thì cái người này có khả năng là không làm được. Giống như dù gì thì chăng nữa người này cũng sẽ không cho bạn được một cái vị trí rõ ràng nào cả. Mặc dù họ muốn bạn đó, họ muốn xây dựng gia đình với bạn, nhưng mà họ không làm được ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Bạn xin trải bài riêng, có thể inbox cho mình ha. Rồi, giờ mình sẽ đến với cái bài kế tiếp. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đến cái tụ bài kế tiếp.
trong năng lượng này thì mình thấy bạn có một năng lượng rất là tự tin về trong cái sự nghiệp cuộc sống của bạn. Bạn có rất là nhiều cái niềm vui và bạn reset lại cái lòng tin, niềm tin đối với những người xung quanh cũng như là tình yêu của bạn cũng sẽ có những cái sự lãng mạn nhất định. Đó, và kiểu như hai người có những cái khoảng thời gian xa nhau thì nó cũng sẽ làm cái sự xúc tác cho cái tình cảm thì nó tốt hơn. Và mình thấy năng lượng này là năng lượng của một người soulmate, hoặc là sắp tới bạn sẽ gặp được một người soulmate. Nhưng năng lượng này bạn cũng khá là đào hoa ha. Bạn có thể rằng là bạn đã có cái sự thức tỉnh tâm linh, vì vậy cho nên bạn đang có cái sự cởi mở hơn để xây dựng lại cái cuộc sống của bạn. Và mình nghĩ rằng là cái khi mà bạn xây dựng tốt cái cuộc sống của bạn á, thì bạn sẽ mở được những cái nguồn năng lượng tâm linh cao hơn. Nói chung là bạn sẽ ổn định hơn, trực giác bạn sẽ tốt hơn, và bạn chấp nhận phá bỏ cái cũ để xây cái mới. Vì vậy cho nên là cái trong cái năng lượng này, nguồn năng lượng của bạn là cái sự giàu có đang đổ dồn vô trong năng lượng của bạn. Cho nên bạn cứ mở cửa ra là tiền bạc hoặc là các thứ may mắn nó đang nhào vô với bạn ha. Đó, và bạn không cần phải sợ rằng là người nào, người cũ hay người nào đó không tìm kiếm bạn. Yên tâm đi, họ sẽ tìm kiếm bạn ngay bây giờ hoặc là rất là sớm nha. Và cái người này có thể là soulmate của bạn, nhưng mà cái người này có thể là một người khác, có thể là một người yêu cũ, một cái người ở xa, một người thanh mai trúc mã, một người ngọn lửa sinh đôi đó. Và cái người này sẽ tìm kiếm bạn nha. Rồi, nguồn năng lượng này thì mình thấy được là có nhiều cái niềm vui trong cái cuộc sống của bạn. Khi mà bạn kết thúc một mối quan hệ, hay khi mà bạn giống như để bỏ lửng một mối quan hệ nào đó đó, hoặc là này kia, hoặc là giống như bạn cũng nói chuyện bình thường với những cái người, một số cái người mới, hay là một số cái người mà họ thích bạn á, thì bạn cũng không quá là gấp gáp trong cái việc là họ phải làm gì cho bạn hoặc như thế nào. Chỉ có là năng lượng này mình thấy là người cũ á, rất là muốn nghĩ về bạn rất là nhiều. Họ rất là muốn bắt đầu một cái khởi đầu mới với bạn ha, rất là muốn kết nối lại với bạn đó. Và mình thấy là sự kết nối của người này khá là đột ngột nha, họ sẽ đột ngột kết nối. Mình thấy được trong nguồn năng lượng này á, là người cũ đó đó sẽ có cái sự di chuyển, hoặc là sẽ có một cái sự đến tìm bạn hoặc là kết nối với bạn. Và mình thấy được là cái người đó đó họ năng lượng của họ đó là họ không có cam tâm về trong cái mối quan hệ giữa bạn với họ. Và mình thấy là họ có một cái gì đó thuộc dạng như là họ cảm thấy là giống như bạn bỏ rơi họ, hoặc là bạn sẽ bỏ rơi họ. Nói chung họ không cảm thấy tự tin hoặc là chắc chắn trong mối quan hệ với bạn, mặc dù họ quay về họ tìm kiếm bạn hoặc này kia đó. Và chắc chắn là thí dụ như là bạn ok, bạn có thể bỏ qua được, và bạn có thể là kết nối với họ một cái cách vui vẻ bình thường đi chăng nữa, họ cũng không dám tin rằng là bạn sẽ thật lòng hoặc là hết lòng với họ. Tại vì nguồn năng lượng này nói rằng là bạn đã rời đi, bạn đã giải phóng, bạn đã gọi là cho tất cả những nguồn năng lượng cũ không tốt đẹp, để mà bạn đã cho tất cả những điều đó đi rồi nha. Bạn đã gọi là để cho bản thân mình một cái sự tự do thoải mái, không có còn kết nối quá nhiều với lại những cái nguồn năng lượng tiêu cực. Rồi, cái người đó đó họ lúc nào cũng nói là họ cần thời gian, cho nên là lúc nào họ cũng suy nghĩ nhiều nhưng mà họ hành động không bao nhiêu. Vì vậy cho nên là bạn có chờ đợi họ thì mình nghĩ rằng là cũng phải cần thời gian để cho họ có thể set up những cái điều đó. Và mình nghĩ rằng là cái người này á, là họ có thể là rất là dễ gọi là falling in love lại với bạn, giống như là yêu lại bạn đó. Mình thấy á, sau tất cả giống như là bạn sống một cái cuộc sống mới vậy. Thực ra thì mình thấy là năng lượng này thì bạn đào hoa và người cũ kiếm bạn là chắc chắn rồi, nhưng mà bạn có cần hay không đó là phải hỏi ý kiến bạn. Chứ còn năng lượng này thì mình thấy quá khứ bạn đã chữa lành và bạn đang tập trung vô trong công việc, sự nghiệp, hoặc là bạn đang tập trung vô những cái điều gì đó mà bạn mong muốn để xây dựng lại nền tảng của bạn, giá trị của bạn, con người của bạn, nhiều thứ ha, trong cuộc sống của bạn. Cái người này họ cảm thấy là họ đang bị ăn mày tình cảm với bạn, giống như họ đang bị thua xúc tuột xúc so với bạn. Vì vậy cho nên là họ bị tuột lại, cho nên là họ kiểu như mình thấy họ cũng không có nhiệt tình, nhiệt huyết, bởi vì có thể là họ không tự tin á. Họ không tự tin, họ sĩ diện á. Họ sĩ diện, họ không muốn họ là cái người dưới màu bạn á. Đó. Nhưng mà năng lượng này chắc chắn là bạn sẽ được người ta mời đi uống cà phê nha. Rồi có thể là gặp bạn bè nói chuyện gì đó rất là vui vẻ. Và nguồn năng lượng này mình thấy là khá là tốt nha.
năng lượng này có những cái may mắn gì trong ăn uống các thứ đó, tốt lắm, ok, và giàu có nữa. Mình sẽ kết thúc cho bài này ở đây, bạn xin cho bài riêng, có thể inbox giùm mình nha.